Mỹ hôm 14 tháng 1 hoan nghênh quyết định của chính quyền Việt Nam về việc phóng thích blogger nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trong một tuyên bố gửi cho VOA nói, chính phủ Hoa Kỳ liên tục kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà Nga và những người khác đang bị giam cầm ở Việt Nam chỉ vì thực thi quyền con người và quyền tự do cơ bản của họ. Hôm 10 tháng 1, nhà hoạt động Trần Thị Nga được chính quyền Việt Nam phóng thích với điều kiện phải sống lưu vong. Bà và gia đình đã đến tị nạn ở thành phố Atlanta, bang Georgia của Mỹ. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trả thù. Bà Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Bà Nga, 43 tuổi, được biết tiếng là một nhà hoạt động đấu tranh mạnh mẽ cho quyền lợi của dân oan và công nhân, đặc biệt qua việc tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa trong vụ ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.